Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trang có tên là Monster Hunter Airdrop nha bạn. Thì mình sẽ nhận được 1.000 top cần Hunter nè. Rồi chương trình Airdrop này nó chỉ random cho 5.000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click xem phần link mô tả dưới video mình làm tag chatbot. Đây là một của dáng của game đây anh hơn nữa các bạn. Khá là ngon. Mong continue được cấp xa các bạn. 95 cộng 9 14, 14 nhân 112 là 134. Rồi, nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn join group nè. Rồi, các bạn mới đắp rồi nè, tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nè. Rồi, mới đắp nè. Tiếp tục follow từ Twitter và Discord nè. Xin từ Twitter nè, bạn theo dõi nha bạn. Like và từ Twitter lên nè. Rồi, bạn thấy like được rồi. Rồi, các bạn mới đắp lên nè các bạn. Sau đó thì nó kêu mình vào đây mình xem thử website nó là gì ta, ghi hút ha. Rồi cái này là như là cái audit của nó, là cái bảo mật của nó các bạn. Rồi bấm don, như là nó có đăng ký. Rồi bấm don, dự án rất là tốt đó các bạn. Rồi nhưng đầu tiên bạn nên chỉ username tại Twitter mình nha bạn, cộng winvn9. Những cái giá mà có cái dòng chữ audit, audit đó là kiểm chứng bảo mật đó các bạn, mình gỡ nữa. Rồi tiếp tục các bạn xem tiếp kênh seller cho ai gấp 6 quá. Rõ ràng bắt up lên. Đánh đòn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ bên B sang Machen Bet20 trên Chocolate nữa. Chatbot ghi quen này. Dùng bot ra là biết người gấp nào liền các bạn. Rồi tiếp tục mình về đánh giáp mình sẽ ăn bè người thân mới cần các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình sau tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi mình nhé.